Anh ơi, cho em hỏi mật khẩu wifi của mình là gì nhỉ? Hôn anh một cái rồi anh cho. Thật hả anh? Thật. Hả? đây rồi, thôi tới. Hả? Ô, này. Công cậu làm cái gì đấy? Định dở cho đôi bạn với em gái tôi à? Anh, từ, nghe em giải thích đã. Giải thích cái gì? Anh em đâu? Lên! Mày còn gì để nói được không? Nhưng mà anh ơi, nghe em nói, đấy là cái bắt wifi. Bắt wifi. Ôi trời ơi. Nhầm tí, xin lỗi. Cái gì nhá bạn ạ? Thôi nhá. Anh nhầm tí mà, đấy, coi như là đền bù. Lần sau nói lên là nói rõ nhá. Thôi anh đi đây.